MLM Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLM Bình Dương ha. Và trong video buổi chiều ngày hôm nay thì MLM Bình Dương sẽ cập nhật cho tất cả bà con cô bác rất là nhiều những cái thông tin mới, nào là của chị Ba Bình Tinh, chị Hồng Loan và nhà báo Xuân Minh ha. Thì đầu tiên đó chính là tin từ chị Ba Bình Tinh. Hiện tại là chị Ba Bình Tinh đang ở Melbourne, Victoria, Úc nha. Thì chị Ba có một bài viết khá là mới như thế này: sáng phải đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà, hít quá, qua Úc bận rộn quá, ai biểu mình nấu ăn ngon chi, không trách mọi người được đó. Và bên dưới thì chị Ba Bình Tinh có để lại một cái tấm ảnh là chị Ba đang đi chợ mua đồ nha, đó, đi chợ mua đồ, quá là tuyệt vời luôn. Thì trong tấm ảnh thì thấy chị Ba đang lựa cái trái gì mà nâu nâu đen đen nè, ở trên là chuối thơm rồi lựu, nói chung là đây có lẽ là một gian hàng trái cây nha bà con, đó, quá là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay là chị Ba Bình Tinh sẽ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà, sau đó sẽ đi ra ngoài cái sân khấu cùng với là mọi người để biểu diễn đó. Thì có rất là nhiều comment của khán giả luôn. Khán giả Bạch Lụ Nguyễn thì nói như thế này: con gái Bình Tinh good girl, giỏi quá. Thì chị Ba Bình Tinh cũng nói: má Năm ơi, con gái không biết nấu ăn, con tưởng tượng trên phở bò, hi hi, trời ơi. Nhưng mà thật sự thì như thế nào thì mình cũng không biết được. Khán giả Trúc Nguyễn thì nói: cho Út ăn với. Khán giả Lão Lê Thảo thì bình luận: ai không biết, dám tin lắm, kha kha. Và chị Ba nói: ủa tao không biết nấu ăn ư. Khán giả Thu Thảo Nguyễn nói như thế này: nấu cho Tư ăn với. Và chị Ba Bình Tinh nói: mai mốt qua Mỹ em nấu ăn cho Tư ăn he, nhưng ăn được hay không là tùy Tư nha, kha kha. Khán giả Long Võ Duy thì nói: nấu món lẩu trái cây hả em gái, chúc đêm biểu diễn tối nay thành công nhé em. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng đã vào bình luận bên dưới: trời, có chuyện này nữa hả? Và chị Ba Bình Tinh trả lời: con nấu, bà có dám ăn không? Kha kha. Khán giả Hồng Phạm thì nói: Bình Tinh nấu cơm mà sao chú lại ngạc nhiên vậy chú ơi? Nhà báo Xuân Minh cũng đã vào bình luận như thế này. Thật sự tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ luôn á. Và khán giả Tiểu Vi nói: có một sự nghi ngờ nhẹ, kha kha. Khán giả Cát Biển thì nói như thế này: con đi chợ Rinva, nhiều đồ tươi ngon lắm và nhiều người Việt đồng hương mình sinh sống ở đó, vui lắm luôn. Anh chồng Nhật Minh của chị Ba Bình Tinh cũng đã vào bình luận: rồi xong, cả đoàn mày khỏi hát. Thì anh cũng bình luận cách đây 1 giờ ha. Ủa, hình như là anh Nhật Minh nhầm ngày rồi. Hôm nay là ngày hát rồi bà con. Hôm nay là ngày 13 đúng không? Hôm nay là ngày 13 nha. Khán giả Trần Khí Quanh thì nói: dạ, ai biểu mình nấu ăn ngon chi Út hen. Khán giả Tuyền Phan thì nói: Út tin giỏi quá, chúc show diễn tối nay thành công rực rỡ nha. Khán giả Quỳnh Thùy Linh thì nói: ủa chị nấu ăn món gì mà toàn là trái cây không và chị Ba? Chắc là món lẩu trái cây như một vị khán giả hồi nãy nói đó. Khán giả Biện Ngọc Mai Thanh thì nói: rồi, nấu ăn mà quẹo hàng trái cây rồi, là có người tin Bình Tinh nấu ăn à, kha kha. Khán giả Nguyễn Thị Sao thì nói: chúc cả nhà mình xum vầy tối nay, cháy hết mình thành công rực rỡ. Khán giả Việt Nam ngóng chờ, nhớ phát trực tiếp nghe Bình Tinh, yêu mến tất cả gia đình nhỏ tại Úc. Khán giả Kim Nguyên Kim Ngân thì nói: chị Úc nhà mình nữ gia công chánh mà, đã xinh đẹp rồi còn giỏi nữa, ai mà chịu nổi, yêu quá hà. Quá là tuyệt vời luôn. Thì như các cô chú các anh chị biết, hôm nay là ngày 13 tháng 4 2024, thì tối nay tại Melbourne Úc là sẽ diễn ra cái show diễn cuối cùng của chị Hồng Loan cũng như là tất cả team, gồm có anh Hai Vũ Lưng, chị Ba Bình Tinh nè, rồi anh Huy Sang, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền,
và nghệ sĩ Trinh Trinh nữa. Nói chung là cũng rất là nhiều những nghệ sĩ luôn. Thì đây là cái show diễn cuối cùng tại Úc ha. Sau đó là mọi người sẽ nghỉ ngơi, chắc có lẽ là nghỉ ngơi một ngày, sau đó là sẽ trở về Việt Nam. Thì hiện tại là mọi người cũng đã rất là nhớ nhà, nhớ gia đình rồi. Thì hồi nãy Mlamết cũng có thấy một cái gọi là livestream của anh Huy Sang. Thì anh đăng một cái phải nói khá là vui, cũng như là vui mà cũng là buồn luôn. Đó, cái bài viết của anh như thế này nè. Để Mlamết đọc cho bà con của bác nghe ha. Chuẩn bị chia tay về Việt Nam thôi, nhớ bầu sữa rồi, hu hu, cùng với là Hồng Phấn. Đó. Mình một cái livestream nhưng mà cái tựa đề khá là hài của anh Huy Sang ha. Thì khán giả cũng đã bình luận khá là nhiều bên dưới. Khán giả Nguyễn Thanh Thanh thì nói kha kha, đi mới có 15 ngày, nhớ bầu sữa, rầu bạc hết luôn rồi. Khán giả Linh Nguyễn thì nói ăn nhà hàng, ba người livestream cho gần 2k người nhìn miệng, kha kha. Khán giả Hảo Ly thì nói có chút quà muốn tặng Hồng Loan, chiều nay mình chạy qua ở chỗ á, là biểu diễn được không anh Sang? Thì anh Sang cũng nói là dạ chị, thanh chị. Khán giả Mít Vườn thì nói ủng hộ đoàn lưu diễn, ủng hộ Hồng Loan, Hồng Ni tuyệt đỉnh. Đó, quá trời thông tin cũng như bình luận của khán giả. Khán giả Thảo Đinh Phạm ha thì nói nhìn đoàn và Hồng Loan đi nước ngoài nó lịch sự và được bà con kiều bào đưa đón đi ăn những nơi sang chảnh, còn vé thì ói trời ơi, trốn chui trốn lủi. Đó, rất là nhiều lượt tim cũng như là hả like của khán giả ha. Rồi tiếp tục một cái thông tin mà bà con cô bác vô cùng trông ngóng luôn, đó chính là tin từ chị Hồng Loan. Thì chị Hồng Loan cũng đã có một bài viết khá là mới như thế này: đi đâu cũng có hai chị yêu tiếp sức, thì yêu lắm. Và bên dưới thì chị Hồng Loan để lại những cái tấm hình ha. Đầu tiên là của chị Hồng Loan này cùng với là chị ba. Hôm nay thì chị Hồng Loan tậu được một cái chiếc nón màu đen ha, khá là dễ thương. Rồi tấm thứ hai là chị Hồng Loan cùng với là chị Ni. Trong tấm này thì chị Hồng Loan đưa tay lên nhìn nè. Đó, đưa tay lên vậy. Quá là dễ thương luôn. Cùng với là chị Ni ha. Rồi, tấm hình thứ ba. Tấm hình thứ ba cũng chị Hồng Loan và chị Ni nè. Wow, khá là đẹp. Và tấm hình cuối cùng là chị Hồng Loan chụp riêng một mình nha. Chụp riêng một mình luôn. Trong tấm hình này thì chị Hồng Loan á mặc chiếc áo màu xanh, rồi đeo cái gọi là cái khăn tròn cổ ha, hình long thú, với là trên cái chiếc nón màu xanh khá là dễ thương. Chắc có lẽ là chị Hồng Loan mua cái chiếc nón màu xanh này dành tặng cho bé Bun thì phải. Đó, quá là dễ thương luôn. Cái này là 15 đón nha, nhưng mà không biết là như thế nào nữa. Rồi, wow, có luật sư Nguyễn Tiết Ngọc cũng đã vào bình luận ha. Mong lắm rồi nè, về nhanh nè các cô gái, hì hì. Và bên dưới thì có rất là nhiều những bình luận dưới bình luận của luật sư Ngọc ha. Khán giả Nguyễn Lan thì nói ba cô gái vui vẻ trời Tây, bỏ luật sư Ngọc ở nhà buồn hiu. Khán giả Bích Nguyễn thì nói chị Ngọc chuẩn bị tinh thần nhận quà nha. Khán giả DH Diễm thì nói luật sư Ngọc ơi nhớ thì bay qua luôn nhé, tới luôn bác tài ơi. Khán giả Hạnh Mai thì nói mong iPhone 15 của Hồng Ni hơn, kha kha. Khán giả Trúc Nguyễn thì nói vì người ta xứng đáng có đó bạn, nếu là bạn thì bạn có bỏ tiền ra mua cho người bạn không thương không thích không? Khán giả Trần Nguyên Hà thì nói ganh tị hả, người ta xứng đáng được yêu thương, còn những lọ vì mấy đồng tiền YouTube bẩn bà tới bạn bè thân chủ cũng không bán, thân chủ cũng bán không tiếc thì rẻ một đồng ra cũng thấy tiếc. Đừng sân si vậy chứ, càng sân si thì càng thổ huyết mà thôi. Đó, rất là nhiều những bình luận của khán giả. Chị Ba Bình Tinh thì cũng đã vào bình luận bên dưới, cấm nói dù kiên ngang su ca 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 ca. Wow, hình như là chị Ba Bình Tinh cũng có úp mở một cái vụ gì nè, cho nên chị mới nói là cấm nói dù kiên ngang ca ca su cà na gì đó. Khá là nhiều luôn.
Trí Cảnh TV cũng đã bình luận bên dưới như thế này: Tam ca áo khoác kha kha. À, do là thời tiết ở Melbourne khá là lạnh nha bà con, cho nên là Trí Cảnh TV mới nói là tam ca áo khoác ha. Khán giả Thị Bảo Ngọc Kiên thì nói: ba cô gái đang yêu đáng yêu ơi, giữ gìn sức khỏe nha, mãi yêu. Đó, khán giả Nguyễn Duyên thì nói: nhất là mớm luôn, ai cũng thương mớm hết nha. Đó, khán giả Thiên Anh thì nói: hôm nay cái mặt của chị mớm quá dễ thương rồi chị mớm ơi. Hôm qua thì chị Hồng Loan cũng đã live stream, cũng đã cho tất cả bà con cô bác thấy là hiện tại là sức khỏe của chị Hồng Loan đã khá là ổn rồi, nhờ cái chai thuốc gì màu đỏ đỏ. Đó, và chính cái buổi livestream đó thì chị Hồng Loan cũng đã nhận một số đơn, mặc dù là chỉ khoảng 20-30 chai gì thôi, để gửi đem về gọi là bán cho bà con cô bác đó. Nhưng mà cũng nói chung là rất là khó ha, do là hàng xách tay nên chúng ta sẽ cũng gọi là có giới hạn chứ không có thể là mua nhiều được. Khán giả Mai Thạnh thì nói: Út mớm quá sướng, có hai chị quá là tuyệt vời, chúc mừng em. Khán giả Hà Lê thì nói: ui, nhìn mấy chị em mà mừng cho mớm lắm luôn á, giữ sức khỏe tối nay diễn nha. Khán giả Võ Thị Ngọc Trưng thì nói: khi nào lên Tây Ninh tranh thủ đi viếng bà Đen, linh sơn thánh mẫu Nghe Loan, linh lắm, cô là dân địa phương từng cầu nguyện được như lời khấn thành tâm nên con tin thì tốt lắm luôn. Nói tới cái núi Tây Ninh, núi Bà Đen á, thì 15X Bình Dương cũng có nhớ á, là trước đây trong cái chuyến thiện nguyện cùng với là chị Thu, cùng với là mấy anh em tại mộ, thì đoàn có ghé gọi là núi Bà Đen Tây Ninh để tham quan cũng như là cầu nguyện. Thì lúc đó 15X có khấn cái chỗ mà miếu ông Tà đó bà con. Miếu ông Tà, tại vì người ta nói miếu ông Tà rất là linh. Cái đợt mà trước đây á, thì 15X có xuống nhà của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, thì phía sau nhà của nghệ sĩ á, cũng có miếu ông Tà, và 15X cũng có khấn vái và rất linh nha. Thật sự là những cái miếu ông Tà rất là linh luôn, và đúng như cái lời khấn của 15X thì rất là linh ứng, cho nên á, sau này 15X mới lên trả lễ, cúng trả lễ nha, rất là linh luôn. Cho nên ở đây khán giả cũng có nói nè, thì sắp tới như các cô chú các anh chị biết là ngày 27 tháng 4 chị Hồng Loan cũng như là team Vì Yêu Thương Mà Đến sẽ có cái gọi là cái show biểu diễn tại núi Bà Đen Tây Ninh trong buổi tối đó ha, và ngày 30 là sẽ có sức biểu diễn tại thành phố Bến Cát, sau đó là tại sân khấu Trống Đồng. Thì đây là một số thông tin thêm cho bà con ha. Quay lại những bình luận của khán giả ha. Khán giả Danh Quỳnh thì nói: mớm ơi, em hỏi cố gắng lên nha, vì còn cả chục ngàn người đang yêu thương và đang chờ đợi em thành công để em nối nghiệp ba em đó, cho nên bất cứ như thế nào, bất cứ như thế nào, nãy giờ nói mà khang cổ họng luôn bà con, bất cứ như thế nào thì em cũng không được bỏ cuộc nghe em mớm. Phải cố lên mớm mớm ơi. Đây là một cái sự động viên khá là tinh thần từ khán giả Nhanh Quỳnh. Vì khán giả bà nội của BO thì nói: nghe chị thử một lần, thả tóc rồi mới đội mũ, rồi sẽ cực sinh nha. Đây là một cái mẹo mà vị khán giả bà nội của BO là chia sẻ ha. Khán giả Nguyễn Thị Xuân Hòa thì nói: tối nay hát thật hay nhé bé Võ Thị Hồng Loan. Đó, thì bây giờ là cũng gần 4 giờ chiều rồi, thì một lát nữa trước khi mà ra về thì 15X sẽ cầu nguyện cho chú Du Linh sẽ phù hộ cho chị Hồng Loan cũng như là cả team có gọi là cái show diễn cuối cùng tại Úc, tại Melbourne ha, là thành công nhất, thành công hơn 2 show trước luôn. Đó, thì mong rằng chú sẽ phù hộ cho chị Hồng Loan ha, cũng như là cả team. Tiếp theo, một cái thông tin cuối cùng mà 15X Bình Dương muốn chia sẻ cho bà con trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là tin từ nhà báo Sông Minh. Thì hiện tại là nhà báo Sông Minh đang cảm thấy vui vẻ, và bài viết của nhà báo như thế này: liêu liêu chị Ngọc Quyền, anh Kim Tử Long, Bình Tinh, Hồng Loan, Hồng Ni ngày mai không được chứng kiến giây phút rồng nhỏ Kim Tiểu Long ly hôn, cũng như không được nhận quà kha kha. Chúc show cuối cùng của mọi người tại Úc tối nay thành công rực rỡ.
Và đây là một cái bài viết khá là tuyệt vời từ nhà báo Sùng Minh. Đó, vừa khịa tất cả mọi người luôn. Vừa thông báo là cái show diễn cái buổi ra mắt MV của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, và cũng như là cái lời chúc đáng yêu của nhà báo gửi đến cho chị Hồng Loan cũng như là cả team luôn. Phải nói là đây là một cái bài viết 3 trong 1 cho bà con. Vừa khịa là một, nhưng mà vừa gửi hai lời chúc mừng, vừa một lời thông báo và một lời chúc mừng đến với cả team ha. Và nhận được rất là nhiều những bình luận của khán giả, để xem coi là khán giả sẽ nói gì. Khán giả Quỳnh Thị Linh thì nói: bao ngày em ngóng, bao ngày em trông, em đang chờ anh chồng nhỏ ly hôn đây. Khán giả Mộc Hạnh thì nói: anh Long ly hôn mà Min vui dữ hen, chúc anh Kim Tiểu Long ly hôn thành công ạ. Hi hi. Đó, nào giờ mới nghe là chúc mừng ly hôn mà thành công đó bà con. Chúc mừng ly hôn tức là chúc mừng cái gọi là cái tên MV ly hôn ha. Còn mà sự kiện ra mắt là sẽ thành công. Đó, lời chúc khá là hay luôn của khán giả. Khán giả Bảo Trâm thì nói: anh Minh ơi, ngày mai em cũng có đi vậy, ngày mai được gặp anh rồi. Wow, đây là cái tin khá là vui từ khán giả Bảo Trâm, vì ngày mai là được đi dự sự kiện. Nói tới cái sự kiện này thì 15X Bình Dương ngày mai cũng vô cùng vinh hạnh và vinh dự, cũng được mời và sẽ tham gia nha bà con. Ngày mai để quay cho bà con cô bác chúng ta cùng xem ha. Nghệ sĩ Ngọc Quyền cũng đã vào bình luận bên dưới: chúc MV của em trai Kim Tiểu Long thành công nhé. Đó, khán giả Sữa Bé hay nói: ông Kim Tử Long, Kim Tử Long vợ con gì mà ly hôn. Chắc có lẽ là khán giả bình luận nhầm nè, cho nên bên dưới có thêm 4 bình luận khác. Ổng ra MV bạn ơi, nói Kim Tiểu Long chứ đâu phải là Kim Tử Long. Đó, ra khác là nhiều những bình luận của khán giả luôn. Khán giả Võ Giang hay nói: xem qua live stream anh ơi. Khán giả Sữa Bé thì nói: về show Tây Ninh, Tây Ninh xong là 30 tháng 4 Mỹ Phước, Bến Cát, Trống Đồng. 30 tháng 4 á, Hồng Loan chạy 2 show luôn. Khán giả Hoài Thương Nhớ thì nói: mua vé cho em với anh ngồi cùng. Tức là mua 2 vé rồi cho nhà báo Sùng Minh ngồi cùng. Thật sự là nhà rất là nhiều những ý kiến bình luận của khán giả ha. Đó, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì 15X cũng đã cập nhật cho bà con cô bác khá là nhiều những cái thông tin. Nào là của chị Ba Bình Tinh nè, của anh Huy Sang nè, buồn là nhớ bầu sữa ở nhà nè, rồi của chị Hồng Loan nè, chụp hình cùng với là hai chị yêu nè, rồi nào là của nhà báo Sông Minh đó. Vừa khịa tất cả mọi người luôn, vừa thông báo là ngày mai có sự kiện đặc biệt nè, rồi vừa gửi lời chúc mừng đến với cả team nè. Đó, quá là hay luôn. Thì mong rằng cái video của mà làm hết Bình Dương lúc nào cũng gọi là hay và bổ ích cho bà con cô bác với cô chú anh chị ha. Và nếu mà bà con cô bác cảm thấy hay thật sự, hãy like cũng như đăng ký kênh để 15X Bình Dương ra nhiều thêm video nữa để cho bà con cô bác chúng ta cùng nghe và xem nha. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.